Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 50 tuổi ở địa chỉ ở Bình Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô con xin kính bạch sư phụ. Và con xin kính bạch trên sư phụ nữa. Và tất cả các quý cô, quý thầy và tất cả các vị khách quý gần xa đã về dự ngày giỗ hôm nay ạ. Con xin tự giới thiệu, tên con là Hoàng Thị Thanh Nga. Con ở Lái Thiêu, Bình Dương, năm nay con 50 tuổi. Con thì bị rất nhiều là bệnh ạ. Nhưng mà cái bệnh nặng nhất của con nó là căn bệnh rung. Mà rung toàn thân, đi đứng không được. Tay con bưng cơm ăn cũng không được. Rồi con đi chữa khắp nơi. Xong là con lên cả Nhà Thương Chợ Giấy là chụp. Các bác sĩ nói con là bị bệnh khối u trong não nè. Rồi đi chụp em trai lẹ lên để mà mổ, để mà cứu, không như là bị liệt. Xong rồi con vào máy em trai con chụp. Mà con cứ niệm Phật rồi con khóc. Con bảo chết u não thì làm sao mà sống. Xong thì lúc con lấy kết quả thì lại không có khối u trong não. Xong bác sĩ lại bảo con là khối u trong tủy sống. Thế con bảo cái tủy sống mà có khối u thì làm sao mà sống được nữa. Mà năm đấy con mới có 38 tuổi thôi. Mà con lại đang đi bán cái nghề thịt heo ở trên Bình Dương. Tại vì mải mê với cuộc sống nên là con cũng không biết là nhân quả và không biết Phật Pháp. Và không biết sinh tử luân hồi như thế nào hết. Chỉ biết là bươn ba với cuộc sống và kiếm tiền này. Để nuôi con ăn học và nuôi cái thân giả tạm này mà không hay không biết gì. Vô tình mình đã gieo biết bao nhiêu nghiệp chướng và nợ nần chúng sinh. Xong có một thầy chủ trì chùa ở Gò Vấp á, mới chỉ cho con. Bây giờ con đang làm cái gì ở đâu? Thì con bảo là con đang bán thịt heo ở dưới Bình Dương. Mà con đi chữa khắp nơi, con chụp em trai cắt lớp khắp nơi, không kiếm ra bệnh. Và siêu âm tổng quát cũng vẫn ra không kiếm. Xong thì thầy mới bảo, thế thì con có tin về luật nhân quả không? Và con có tin là heo báo oán con không? Thì con có cãi lại thầy, con bảo thầy ơi, con chỉ có mua, rồi con đi bán thôi chứ con không có giết. Nhưng mà thầy ấy bảo con là con không giết, nhưng mà con lại tiếp tay với người giết. Thì nó vẫn có tội. Nhưng mà xong lúc đấy là con vội vàng, con mới tỉnh thức. Con dậy hết lông gáy lên rồi con bảo mô Phật. Thế mà lâu nay mình không biết. Con cái cháu chắc ốm yếu toàn có cho ăn ốc heo thôi. Tại vì mình đi bán thịt heo mà. Lại cứ mổ ốc heo ra, mổ cái đầu con heo ra để lấy ốc cho con cháu ăn cho nó bổ. Chẻ cái xương sống con heo ra để lấy cái tủy sống để cho con cháu ăn cho bổ. Rồi lấy tim này kia. Nhưng mà vô tình nhân quả ập tới, nghiệp chướng ập tới mà không biết không hay. Thế từ khi nghe thầy bấm huyệt và chủ trì ở chùa Hòa Bấp chỉ vậy thì con mới hết hồn luôn. Con về con tuyên bố bảo thôi con sẽ nghỉ nghề thịt heo thôi, con không đi bán nữa. Mà một ngày lời mấy triệu mà cuối cùng một canh bận lên là hết trơn luôn, đi chữa khắp nơi, không còn chỗ nào không đi nữa. Nhà thương lớn, bác sĩ giỏi, rồi Tây y, Đông y, rồi là thuốc nam, thuốc bắc, bã là đổ thành cái núi đấy. Hết nồi điện tới nồi đất, rồi hết đủ kiểu mà cũng không được. Rồi con nguyện từ khi đấy là con nghỉ nghề heo, con ăn chay trường luôn. Nhưng mà con ăn chay trường thì cái bệnh của con nó vẫn chưa bớt bao nhiêu. Thì năm con bị 38 tuổi, năm nay 12 năm rồi. Con ăn chay trường là mới được mấy năm vẫn không bớt. Xong rồi may quá con được một bà bạn cho con mượn một cái đĩa của thầy Tuệ Hải. Là đi theo phương pháp gạo lứt muối mè. Thì thế là con thấy hay quá. Con bảo sao mà người ta ung thư máu, ung thư buồng trứng, ung thư cung, rồi bệnh tim, người ta đi mổ cả tiền tỷ mà không hết. Mà sao bây giờ họ ăn phương pháp và gạo lứt mà họ lại hết. Thế thì con về con nghỉ nghề thịt luôn, con tuyên bố con nghỉ nghề thịt luôn. Người ta cứ bảo là con là mày khùng à, mày điên à. Mày đang bán thịt lời như thế, một ngày mày lời bao nhiêu là tiền lời thế mà bỗng nhiên sao mày nghỉ. Bảo thôi em sợ quá rồi. Có một vị thầy chỉ cho em á, tại em đi chữa khắp nơi mà không bớt bệnh. Rồi em đi chụp hết các thứ, đi hết các bác sĩ giỏi. Rồi thầy lang giỏi mà không bớt. Thế là từ khi em theo phương pháp ăn chay niệm Phật và ngồi thiền niệm Phật thì nó có khuyên giảm. Thế thì may quá lại con kết hợp thêm được một bà bạn cho con mượn cái đĩa đấy. Thế là về con thực hiện ngay. Thế là con được biết phương pháp gạo lứt muối mè thực dưỡng này từ năm 2007. Thì con về chùa con gặp thầy thì lúc đấy chùa mình này cũng đang đơn sơ lắm. Và những người hiểu về thực dưỡng gạo lứt muối mè thì cũng đang ít lắm.
Thế là xong rồi con bảo con về con ăn được tháng đầu tiên mà con xuống tiền cân lắm, nhưng mà cái nhức của con là đã đỡ hết hoàn toàn. Nhức mà các quý vị biết không, nhức từ gáy xuống chân là chồng con lúc nào cũng phải đấm bóp mãi, chán quá không làm sao được. Thằng con trai út nhà con nó bảo mẹ ơi mẹ nằm gần cái giường đi, con đứng lên cửa sổ rồi con dẫm cho mẹ, chứ bây giờ đấm mãi mỏi tay lắm. Xong rồi anh đi mua cả cái cây đập, là về người nhà cứ thay phiên đập cho con, đập cái lưng cứ nhức từ đầu xuống tới chân. Thế là xong con ăn cái phương pháp gạo lứt muối mè này thật là kỳ diệu và hay, không thể nào tả nổi các quý vị ạ. Con ăn tới ngày thứ 9 là cái nhức của con nó hết hoàn toàn luôn. Rồi đầu con là đau như búa bổ, xoang thì bị đa xoang, đi chụp là mổ đóng trắng hết toàn các cái khung mặt con này là nhức á. Rồi mỏi ngáp ngủ, rồi ho. Thế là con ăn tháng thứ đầu số 7 thôi mà những cái cảm và những cái ho với cái xoang của con với cái đau nhức đã hết. Và đang nhiều bệnh lắm. Tại vì nếu mà thời gian còn dài thì con kể rất là dài, nhưng mà thời gian không cho phép để nhường cho các bệnh nhân khác á. Cho nên là thôi thì con cũng chia sẻ với tất cả các quý vị và các vị khách quý. Nên ai có bệnh mà đi nhà thương chữa mãi mà không được, hoặc là bác sĩ chê ung thư máu, ung thư gì là cũng hết. Tại vì từ năm 2007 đến giờ là con nghiên cứu kỹ lắm. Người ta ung thư máu, ung thư não như nghệ sĩ Thanh Ngân ấy, ung thư cuống họng này, liệt dây thanh quản này, không hát được nữa mà bây giờ Thanh Ngân lại đi hát được. Rồi là đi khắp nơi để truyền bá. Rồi bây giờ chùa mình được như vậy và biết bao nhiêu bệnh nhân đã khỏi. Con tuy là con giới thiệu cho rất nhiều người ở gần nhà con và xóm làng cũng vậy. Anh em bạn bè dòng họ nhà con hôm nay là đi rất là chi là đông. Tại vì thấy con bớt bệnh đấy và tại đi để dự và cổ vũ cho con. Tại vì một căn bệnh rung của con này là toàn thế giới bó tay. Con đi bác sĩ nào khám họ cũng bảo là cái bệnh run tay, run chân này là gọi là bệnh Parkinson. Cháu nội, cháu ngoại nhà con thì rồi em út cháu chắc gì là ăn thực dưỡng, đứa bé nào cũng rất dễ thương. Mấy năm con về chùa vừa rồi là con có chụp cả hình của mấy cháu nhà con ăn thực dưỡng, cháu nào cũng dễ thương lắm mà không có tốn một viên thuốc nào hết, không có phải đi chích ngừa, rồi không có tốn tiền thuốc bao giờ mà nó cứ khỏe mà nó chạy vui chơi mà khỏe khoắn lắm. Thì con thấy cái phương pháp gạo lứt muối mè này thật là hay, không có thể nào mà tả hết được các quý vị ạ. Bây giờ là con ăn miếng cơm gạo lứt muối mè mà nó ngon á, con đi đâu con cũng chia sẻ với các bạn đồng tu này, rồi với bạn bè dòng họ này, con bảo trời bây giờ ăn miếng cơm gạo lứt đó mà nhai kỹ á, không cái gì nó ngon bằng hết á. Rồi nhiều khi con bảo con cảm ơn trời Phật và con cảm ơn ngài tiên sinh Âu Khoa, con cảm ơn thầy Tuệ Hải đã cho con được biết cái phương pháp này. Thôi thì thời gian cũng không cho phép, thì con chỉ biết là con cảm ơn ngài tiên sinh Âu Khoa, cảm ơn thầy Tuệ Hải đã cho con được gặp phương pháp này. Xin mời. Ha ha ha, 问什么的说呵。